Chào mọi người, mình là Jesse Aka Jonkun, captain của team Ronin. Mình là captain của team Ronin và mình chơi ở vị trí initiator. Và có vẻ họ đã phát hiện cánh tay không, đó là dùng súng lên tiếng với top của kill Veronica cũng có một bạn. Chỉ một việc anh trần đây là có năng lực dùng này không, câu trả lời là có chuyên mục kill dành cho dùng súng. Các thành viên trong team của mình gồm Soji sẽ chơi ở vị trí smoke, Crush and Veronica sẽ kiêm nhau ở các vị trí Sentinel và Duly. Tìm được Soji hay không đây, anh nhìn được trả ra. Crush có cho mình mạng của Layla rồi, trong khi đó Jonkun cùng Crush cũng cần có một nữa, đây là một chiếc kịp đổi một trước khi Crush làm tới 3. Và Albus sẽ là second duelist. Với cả những cái tên Veronica, Albus, Soji hay là Jonkun, đây có thể sẽ là round thi đấu cuối cùng. Sự hợp của họ đang khá là chênh lệch. Albus thì với những con dao của mình. Về sự đáng kết của các thành viên trong team thì bọn mình chơi ở với nhau ở ngoài đời cũng khá là lâu rồi. Cho nên các thành viên trong team của mình cũng như một gia đình vậy, nó rất là chặt chẽ. Cái tên Ronin của team mình bắt nguồn từ Nhật Bản, nó lấy cảm hứng từ tên của các samurai Nhật Bản. Về hành trình của team Ronin của mình giai đoạn đầu cũng khá là khó khăn, bởi vì các thành viên trong team đa số tuổi rất còn trẻ và tụi mình chỉ mới ghép team được chưa đến một tháng, cho nên khá là khó khăn trong việc luyện tập. Nhưng mà với kinh nghiệm dày dặn của mình và Soji truyền đạt lại cho các em thì mình nghĩ team có thể vượt qua được. Trong team thành viên Key Player thì phải nhắc đến tên Soji, tại vì anh ấy có nhiều kinh nghiệm thi đấu FPS dày dặn từ nhiều năm trước. Những lượng đồ Killjoy, toàn bộ những setup của Killjoy đã được bật hết và nó làm cho Seiyo bị kẹt lại ở phía đằng sau. Về các luyện tập của team mình thì bọn mình có chia theo lịch rõ ràng theo hàng tuần, là vào thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 bọn mình sẽ bắt đầu stream một ngày 2 buổi. Team của bọn mình thường book stream với các team rồ của nước ngoài trong khu vực SEA. Về các đối thủ dè chừng thì mình nghĩ dè chừng nhất chính là Cerberus, tại vì họ đã là đương kim vô địch của VCT 2 mùa. Họ có những chiến thuật rõ ràng và tay của các thành viên thì cũng rất là to. Về mặt team có thành tích tốt ở các vòng loại thì thật ra nó cũng vượt quá kỳ vọng của team. Chính bản thân mình cũng khá là bất ngờ, nhưng mà bởi vì các em trong team còn trẻ và có tinh thần nhiệt huyết, nên mình nghĩ là trong giải thi đấu sắp tới gần đây team vẫn sẽ giữ được phong độ. Mình mong các bạn sẽ cổ vũ cho team Ronin của mình lần này. Hãy đón xem nhé.